Đồ Cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 18 tháng 5. Em có một số cây cần gửi đến mọi người tham khảo, gồm có chất liệu fit và carbon. Giá thì rất là bình dân. Giá thì từ khoảng 200 ngàn thôi là mình có thể có một cây cần để câu cá ha. Và shop em là ở bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra trước khi thanh toán và bên em có ship COD toàn quốc. Đầu tiên em sẽ giới thiệu đến mọi người một số cây fit ha. Fit thì chất liệu nó bình dân, giá bình dân. Một cần fit bạo lực. Cái này của hãng NFT, dài 1m8. Câu biển ha mọi người. Câu biển sông hồ, hàng nội địa Nhật. Cái này nó cứng tới 100-150 lần mọi người. Đây, cứng rất là cao, bát là vặn nè. Khoen là khoen Fuji đá sứ nha mọi người. Đầu bu nó là bu trồng rọc như thế này. Đọt nó là 4,9 ly. Cân nặng 500g. Tay cầm là bằng gỗ nha. Số 1 giá 290.000 ạ, bao ship cho mọi người luôn nha. Số 1. Số 2 là một cây cần 2 khúc 2 ngọn nha mọi người. Chiều dài là 2m1. Cây này nó có 3 đọt lận nhưng mà nó bị mất một đọt rồi. Đồ cứng 30, 50, 80 nè. Còn 2 đọt. Cần của hãng nội địa nha mọi người. Bát là bát hãng ha. Đọt 2 ly 7 và đọt 3 ly. 2 ly 7 nè. 2 ly 7 thì đồ cứng cây này. Cây này cứng chắc tầm 30 thôi. 30, 50, 2 đọt là 30, 50. Cái đọt 80 nó lạc rồi mọi người. 30, 50 ha, dài 2m1. Đọt là đọt tháp. Khoen Fuji đá sứ. Cân nặng của một gốc và một ngọn nó là 320g. Số 2, 320.000 nha mọi người. Phí ship toàn quốc luôn. Số 3 em bán một cặp cần ha. Cặp này là gồm 2 cây cần 3m. Một cây là cái này không biết hãng nào đây, xuất kết hàng nội địa 3m, cây màu xanh dương nè mọi người. Đọt 2 ly 7 ha. Bát Fuji FS6. Đọt 2 ly 7, khoen Fuji đá sứ, cây này nó cứng tầm 25. Có 3 lóng. 3 lóng. Nặng 240g. Và cây này của hàng Olympic, dài 3m, cứng 30. Hàn Quốc sản xuất, bát Fuji FS7 nha mọi người. Khoen này là khoen đá sứ, Fuji đá sứ luôn. Đọt nó 3 ly 2, độ cứng 30. Cây này thì nó cũng có 3 lóng. Và cân nặng là 320g. 3 ly 1, cây Olympic này 3 ly 1. Số 3, cặp này giá 350 ạ, một cặp nha mọi người. Bán một cặp 350 ạ, bao ship luôn. Khoen bát Fuji hết. Số 3, cặp 3m. Số 4 là một cây cán vợt. Cán vợt của Ryobi. Cái này là từ cây cần súp mà người ta chế lại cán vợt. Ren nó ren 12 ly. Đọt ở đây là 13. Có 4 lóng. Và cây cán vợt này là nó không có mặt vợt. Nó nặng 560g. Số 4 ạ. Số 4 giá 200 ngàn. 200 ngàn nha mọi người. Từ số 5 trở đi là một số cây carbon, giá thì cũng bình dân thôi. Dài 3m6, một cây súp của Hàn Quốc sản xuất. Hai level gear. Cây này là số 5, bát là bát Fuji FS7 nha mọi người, của hãng Westno. Khoen Fuji, khoen cái mình gặp được. Ngọn của cần này là 2 ly 6. Độ cứng cây này khoảng 25. Cây này nó có 4 lóng. Cân nặng là 350g, số 5 450.000. Số 6 là một cây cần rút, cây này thì nó là dạng lưu rút. Dài 3m5, ở đây nó bị xước sơn nha mọi người. Ở đây nó bị tróc sơn, xin lỗi ha, tróc sơn bên ngoài thôi. Bát Fuji, tem vàng xuất Nhật ha. Cái này nó dài 3m6, em đo còn 3m5 thôi. Thông số trên cần nó không có để thông số tải ha. Khoen Fuji có 5 khoen. Cái này thì đọt của cần này là
2 ly 4 nặng là 240g. Cây này mình câu lu gầy hoặc là mình câu lăng xê đều được. Cây số 6 giá 380.000 ạ, bao ship luôn cho mọi người. Tiếp theo là cây số 7 ạ, là một cây cần mini. Bát là bát vặn như thế này. Cây này dài là 1m8, 5 lóng, made in Korea Super Compact. Khoan là khoan đá sứ nha mọi người. Ngọn đặc 1 ly 8, nặng có 90g, thu gọn 45cm, dài 1m8, 5 lóng tất cả. Số 7, cây này cứng là khoảng 20. Số 7 360.000. Số 8 là một cây cần tay Suyumi, dài 4m rưỡi, tem vàng xuất Nhật, có hơi trầy xước, dài 4m rưỡi, đọt 0,9 ly, đọt đặc, nặng có 100g nha mọi người, thu gọn là 48,5cm. Cô có hơi bị trầy xước nhẹ. Cây số 8 nè mọi người. Cây số 8 này mình ra cần nó cũng võng, độ cứng tầm 2h rưỡi thôi. Cây này nó để là cứng trung bình. Số 8 giá 380. Chất liệu là carbon, 380.000. Cây cần tay lóng ngắn. Số 9 ạ, là một cây cần tay lóng ngắn của hãng Osaka Fishing, dài 4m rưỡi. Cây này nó để là cứng đều, 0.8 ly, đọt đặc 0.8 ly, nặng 130g, thu gọn 53,5cm. Số cây này là số 9 ạ. Số 9 này giá là 380.000, bao ship luôn ạ. 380 nè, mã số 9. Rồi cây này cũng thẳng đó mọi người. Cây này nó hơi cong nhẹ ở đầu một chút xíu thôi nha. Thẳng. Số 9 380. Cây lóng ngắn, gọn gàng bỏ cốc xe rồi. Mọi người đi chơi đi du lịch rồi gọn gàng luôn ha. Cây số 9 ạ. Cây số 10 là một cây súp. Một cây súp 4m rưỡi. Ở đây nó có dính keo mọi người. Về mọi người vệ sinh giúp em. Bát Fuji FS7. Dài 4m rưỡi, độ cứng mà là 25, hàng nội địa Nhật, casting. Khoan là khoan Fuji đá sứ, khoan cái mình gặp được ha. Cây này nó có là 1, 2, 3, 4, 5 khoan, với một cái khoan cái là 6 khoan. Đọt 2 ly 6, nặng 580g. Đọt 2 ly 6 ha. Có 5 lóng tất cả nha mọi người. Dài 4m rưỡi. Cây số 10, cây này giá là 550. Số 11 là một cây súp lở của hãng Alpha Techco, dài 3m6, 4 lóng. Cây này 3m6, em đo còn 3m rưỡi. Bát Fuji FS7 của hãng Alpha. Khoen Fuji có 4 khoen. Ngọn 2 ly 1, nặng 240g. Cây này độ cứng nó từ khoảng 15 thôi nha mọi người, không có cứng cao ha. Có nó có 4 lóng nha. Có 4 lóng tất cả. Phô cần cũng còn đẹp, có hơi trầy xước nhẹ thôi. Cây này là cây số 11, giá 360. Cây số 12 là một cái ISO khoan nhỏ. Cây này của hãng Shimano, Bass Fuji FS6 ha. Dài 5m3, đọt 1.5, made in China, có code no luôn nha mọi người. 22229 nè, tem vàng xuất Nhật. Ở đây nó bị dính cái gì á mọi người, hơi trầy xước ha. Khoan Fuji. Ngọn 1 ly 3, nặng 200g. Cây này là cây số 12, 450. Cây số 13 là một cây cần súp lở
của hãng Olympic, cây còn đẹp lắm ạ. Bát Fuji á, bát 7, dài 3m6 ha. Cần này cứng cao, tem vàng xuất nhập. Khoen Fuji, 4 khoen thôi ạ. Cứng hắc. Cây này đọt nó là 2 ly 4, nhưng mà cây này nó cứng chắc tầm khoảng 30. Đọt 320g, số 13, 450, phi ship ạ. 14 là một cây ISO khoan nhỏ của hãng Rufus. Bát Fuji FS6 đọt số 1, carbon. Carbon xoắn vân, có hơi trầy xước. Khoan của nó là khoan Fuji. Ngọn của cần là 1 ly 4, nặng 200g. Năm lóng, trầy xước cũng có nhưng không đáng kể nha mọi người. Cây số 14 ạ, 350.000 cây này thôi ạ. 15 là một cây 4m5, bát hãng ha. Carbon, dài 4m5, đọt số 2. Có hơi trầy xước, phôi nó là phôi carbon trơn. Khoan đá sứ hãng. Ngọn 1 ly 4. ISO trợ máy ha, hoặc câu tay. Rồi cây này là cây số 15, 300.000. Cây số 16 là một cây ISO, ISO trợ máy. Bát Fuji FS7, dài 5m4, đọt 1.5, Pesca. Khoen Fuji đá sứ, ngọn của cần này là 1 ly, nặng 260g. 1 ly. Đợt cây này là cây số 16, giá 450 thôi ạ. Cây số 17. 17 là một cây cần carbon ISO luôn, Bát Fuji FS6 của hãng Espoi Suho, dài 5m4, đọt 1.5, tem vàng xuất nhập. Khoan là khoan Fuji đá sứ, ngọn của cần này là 1 ly rưỡi, nặng 260g, dài 5m4, đọt 1 ly rưỡi. Có hơi bị trầy xước nhẹ. Cây số 17 ạ, giá 400.000. Cây số 18 là một cây Rufus, chiều dài là 5m4, bát Habo, carbon, hai carbon nè, 5m4, đọt 1.5. Phôi này là phôi carbon trơn. Khoan là khoan đá sứ Fuji, đá sứ hãng ạ. Đọt 1,2 ly, nặng 280g. Trầy xước ít ha. Cần đẹp lắm ạ. Cần còn đẹp, phơi còn đẹp bóng. Số 18, 300.000. Tiếp theo sẽ là một số cây cần tay. Số 19 ạ, là một cây cần tay Shimano Super Carbon, chiều dài 5m4. Tay cầm ở đây là nó có quấn chỉ ở đây, và nó có quấn ở đây là dạng băng keo nè mọi người. Chắc nó bị sút dây á, người ta đi keo ha. Đọt của cần này là 0,9 ly. 0,9 ly. Cần tay này độ cứng nó cũng không có cao nha mọi người, vì mình câu cảm giác ha. Có hơi bị trầy xước, có phôi có cũ theo thời gian. Cứng chắc tầm 2,5 thôi nha mọi người, không có cứng nhiều. Câu cảm giác ha. Rồi cây này là cây số 19, nặng là 150g, 390.000. Số 20 là một cây cần nội địa Nhật, dài là 4m5, em đo là còn 4m3 thôi. 4m3, có hơi bị trầy xước, da nó có hơi bị bong sơn. Rồi đọt của cần này là 0,8 ly, nặng 120g. Bên trong còn đẹp. Rồi cây này là cây số 20, giá 400.000. 20. 21. 21 là một cây 5m4. 5m4. Đọt 0,8 ly,
Cái này cứng đều ha. Tầm 2 hắt rưỡi thôi. Cần dài thì ra nó cũng võng cần. Nặng 170g. Thu gọn 106cm, số 21 500.000. Số 22. Một cây cần xuất Nhật ha, không rõ hãng nè. Có trầy xước. Tay cầm ở đây là nó đi chỉ ha, đi nhợ ha. Có hơi trầy xước nha mọi người. Dài 4,5m, đọt 0,6 ly. Đọt có 0,6 ly thôi. Cần này mềm lắm mọi người. Câu cá suối thôi, câu chừng cá vài trăm gram thôi. Có hơi bị trầy xước ha. Đây, phôi có hơi bị trầy xước. Hàng là bao lỗi ha, mọi người kiểm tra rồi thanh toán tiền giúp em. Cân nặng là 130g. Số 22, dài 4,5m, giá 350.000. Rồi nãy giờ em giới thiệu đến mọi người một số cây cần. Mọi người mua mã nào cứ nhắn giùm em nha. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người ạ.